Sáng nay 12 tháng 12 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị quân chính năm 2022. Trưởng Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc như quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, huấn luyện, diễn tập, cơ động lực lượng, tuần tra kết hợp trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, thông tin tuyên truyền biển đảo, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên toàn đảng bộ vùng không ngừng được nâng cao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị quân chính Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân năm 2022, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân biểu dương những kết quả mà Vùng 2 đạt được, đồng thời yêu cầu năm 2023, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của trên, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu, nhất là trên hướng biển. Nắm dự báo, đánh giá đúng tình hình, xử trí các tình huống đúng đối sách, phương châm, tư tưởng chỉ đạo, không để bị động, bất ngờ, làm tốt công tác tuyên truyền, ngăn chặn ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, kịp thời tham mưu đề xuất với quân chủng giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong vùng biển quản lý và làm tốt công tác nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng bộ đội. Dịp này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.